Rồi nước ngập dữ không chú? Tiêu chân hả? Rồi. Nhà cửa đó cũng bận đi vườn nhà cái đó coi. Tiêu chân rồi. Dạ. Trôi hết trơn luôn nè. Bây giờ có điều kiện như thế nào để đưa dân vô khu dân cư kiếm đàn ở ra hay gì sao bây giờ? Đằng này chỉ không mong muốn gì trên gì đâu. Để cho nơi ăn chúng ở cho nó yên tĩnh đang làm ăn thôi. Dạ dạ, cái này chú ở đây lâu chưa chú? 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm ha. Còn nhà của chú nó tóc mái trơn vậy đó hả? Nước nó ngập hết trơn rồi. Tủ lạnh gì đó nó ngập trơn vậy đó, mới đỡ cái tủ này lên nè. Dạ. Gãy chân cẳng tiêu trơn vậy đó. Quá rồi. Vậy đó chú ơi, mà ở đây mình làm gì chú? Chú làm cũng làm nghề biển. À nghề biển ha. Bắt rồi này kia cũng làm nghề biển. Dạ. Bây giờ tình trạng như thế này người 3 năm đấu diễn này một lần, hồi năm đó trước khi năm đó thì một lần rồi. Dạ. Sửa sang nhà cửa phòng trống rồi lại bắt đầu cái là mấy ông này lấy danh sách đặng đưa vô đó. Rồi tới bây giờ cái đường ở trống thì điện nước rồi này kia cũng có làm rồi đầy đủ hết. Cái rồi. Trận mà bản này nó lớn không chú? Lớn hơn trận rồi nè. Lớn hơn trận rồi ha. Ừ, lớn trận rồi nữa. Nó tốt khoảng bao nhiêu căn nhà chú? Cũng nhiều lắm mà dài qua đây bị hết trơn rồi nè. Dạ bị trơn ha. Dạ. Có ở trong này nó phức này là sống đùa vô trong này nó đùa quá hết trơn này. Dạ dạ. Tôi đằng này kiểu cái sống này nó chỉ là cản được cho hai cái nhà đó. Dạ dạ. Còn cái nhà bên đó là sống mình bạn đưa qua thì cản được người trong nhà này. Dạ. Nhà nó gặp được đó. Ngập quá ngập à. Mấy chú giờ có cũng thương dân á thì giờ cũng có yêu cầu để là cho dân vô trong khu dân cư trong đó. Dạ dạ. Có thành lập khu dân cư rồi. Dạ. Nhưng mà chưa có đưa vô. Dạ. Chắc cũng từ chú ơi. Không có việc phải dự án từ từ mới hoàn thành được. Cái dự án làm rồi đó. Dạ dạ. Nhưng bây giờ đưa vô đưa cho dân vô thôi. Dạ dạ. Bây giờ thì dân ở đây thì có gì đâu. Bây giờ kêu người ta đi vô đóng ta còn mừng cũng chết. Đúng rồi. Mừng dữ lắm. Dạ, nước ngập mà lên mà nó đóng sình lên luôn vậy đó. Cái này không có gì hết. Này, nước ngập tới đâu chứ, tới đó lần hả? Nó ngập mấy ngày nó mới rút chú? Một ngày một đêm. À một ngày một đêm ha. Nó ngập một lần là một ngày một đêm mới rút. Dạ. mới xuống trọn vẹn. Dạ. Ngày như vậy mình một ngày một đêm thì người ta lộ còn muốn kẹp cái gì? Dạ. Lộ đó, trên lộ đó chú ngập lên tới ngang ống biển. Dạ. Đó, xuồng đẩy trên lộ này cứu hộ tự đó cái chỗ đó. Dạ. Cái chỗ đó. tự cứu mấy người bệnh hoạn mấy người đầu này kia. Yeah. Đẩy trên đường này đẩy lên độ tránh bỏ lên. Yeah, yeah. Rồi bắt đầu là rồi lên trên độ tránh rồi nó mới có đường khô. Yeah. Độ cái bự á, còn độ này là nó ngập, độ này ngập lên tới đầu gối chú á. Dạ. Độ này ngập tới đầu gối luôn luôn hả chú? Tới đây ngang đây rồi. Ơi coi chừng cái dao xuống lên. Dạ dạ. Rồi ở đây bà con ta thì cũng mong muốn gom về khu dân cư là mừng dữ lắm. Dạ yeah, dạ. Yeah. Không có gì bằng. Dạ. Tôi ở đây tôi nói thiệt chú, ở đây tôi cũng là một người cựu chiến binh ở ấp này. Dạ. Mà nhưng mà từ mấy năm nay nhưng mà lấy danh sách thì tôi hỏi mình hồi đó đi ai nhận tiền rồi ai là lấy nền rồi ghi vô rồi tới bây giờ luôn 3 năm nay rồi cũng cái công trình đã hoàn thành rồi nhưng mà chưa đưa vô. Dạ dạ. Không biết lý do gì mà không biết để cho dân chúng gầm than như thế này nữa. Dạ dạ. Không gần nữa. Rồi. Nước ngập mới rút mà quý cô chú anh chị ơi ha. Ở đây là ở Hòn Đá Bạc ở huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau nha. Đó. Thấy không quý cô chú anh chị? Chào cả nhóm. Đâu rồi? Rồi. Đó, nhóm đó. Giờ tóc máy nguyên cái khu này trơn rồi quý cô chú anh chị ha. Nãy thì chú kia nói là đã nè, nhà cửa tóc máy hết luôn nè. Hồi tối nước ngập dữ không con? Rồi mình đi theo cái anh dẫn đường đi khảo sát hết thôi, mình hỏi quay lại mình hỏi từng nhà. Ừ. Đây nè. Đang đợi kìa. Ừ, nhà tóc máy coi nè, tội nghiệp không?
Ừ, anh cho hỏi mình hồi tối nước ngập dữ không? Nước ngập nó rút hồi nào á? Dạ rút hồi chiều có 5 giờ mấy 6 giờ. Năm mấy 6 giờ ha, nó ngập bao lâu? Ngập khoảng trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Ngập mấy tiếng đồng hồ ha. Nhưng mà 2 ngày trước là ngập sáng chiều. Hai ngày trước ngập sáng chiều. Hôm qua thì cái trận bão này dữ không? Lớn hơn năm rồi không? Dạ năm nay thì như năm trước thì nó cao hơn, mặt nước là cao hơn khoảng 5 tấc. Nó từ 1 mét mấy trở lên á. 1 mét mấy nha. Nhà em là tầm ngang đây nè. Ngập ngang. Nó ngập tới đâu đó? Ngang gúng luôn hả? Vậy là khoảng 1 mét mấy á. Dạ, đúng rồi. Nó ngập khoảng 1 mét mấy á. Tại vì cái mí tôm xé anh thấy đó là cái nước lên tới đó nó xé theo cái nước đó. Nhà mình ở đây chủ yếu là làm công việc gì anh? Em thì em đi ghe khơi đi làm. Đi ghe biển ha. Dạ. Ở đây nó tốc mái nhiều nhà không? Khoảng bao nhiêu nhà anh biết không? Đây thì theo vòng đây thì cũng mấy căn á. Còn bên kia thì em không biết, tại vì mình ở đây thì mình biết ở đây thôi. Dạ. Tóc nước bao hai ngày nhiều đúng không? Dạ, ba ngày ha. Mới giật hồi đêm hôm này tầm 5-6 giờ đã giật xuống. Giật còn 2 ngày trước đỉnh điểm là không có giật được luôn. Không giật được ha. Đây là như tất cả bờ kè với con lộ này là chìm luôn á. Con lộ anh đi vô nãy là nó ngập lên luôn. Đâu còn lộ ở đâu? Ngập sình nó ngập một ngày này một đêm. Lúc là nó sình chắc lên dữ lắm luôn hả? Ngập lên. Nghe mắt cá chừng ha. Nhà này cũng nhập banh tạnh chân rồi nè. Giờ mình đâu có ngủ được hả? Nhà cửa gì sao ngủ được? Vô hư hết luôn rồi nè. Đây nè, nhà cửa tiêu điều hết trơn luôn. Cái tủ lạnh em treo vậy mà nó vừa tới mí luôn á. Cũng như nước ngập cái mình treo lên vậy đó hả? Em treo tại vì sợ ấy, là treo là nó vừa tới mí ngang cái mình nó luôn. Dạ. Tới đó là hết khả năng treo rồi. Dạ. Nước ngập nữa thì thôi. Ngập tới cái tủ lạnh đó không? Dạ, vừa tới ướt ngang cái mình dưới nó luôn vậy đó. Lúc nước ngập là con đi đâu? Hai đứa đi đâu? Đi vô trong nhà bà Thiếm. Vô nhà bà Thiếm ha. Bây giờ nhà cửa gì rồi? Chỗ đâu nấu cơm đồ ăn? Chưa nấu nước gì được hết ha. Dạ. Mình sao định chừng nào sửa nhà lại hay là giờ nói chung là chờ hết khả năng hết khả năng hả? Dạ hết khả năng. Hết khả năng luôn, chưa biết sao. Khu nhà nước ngập quá quý cô chú anh chị. Đây là ở Cà Mau nghe, hòn đá bạc của huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau quý cô chú anh chị ơi. Nhà cửa ấy hết. Wow, đây nhà nữa nè, ngập hết trơn luôn nguyên cái khu này. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. Rồi. Nguyên cái khu nước ngập giờ nó đang rút nè. Nước ngập ở đây toàn nước mặn ha. Nước mặn không à. Nó ngập lên tới 1 mét mấy luôn mà. Nhà cửa gì hết trơn luôn kìa. Này nó tốc máy khoảng bao nhiêu ngôi nhà anh? Anh này nó tốc máy khoảng nhiêu ngôi nhà? Đó em không nắm nữa. Cũng không nắm nữa ha. 162 căn thì nặng nhất. 162 căn hả? Còn tốc máy thì không nắm, mình cũng nắm. Nguyên khu dài dài là kia ha. Rồi coi nè. Dạ quý cô chú anh chị ơi, mình cho ngày một like này đang khô thì khô nước thì đang mới. Đâu có tự nó chảy ra chứ bơm vậy? Như là nước nó đang rút nè. Đang rút. Nó lên trong vòng có mấy. Ngập nhà luôn á. Nhà cửa ngập hết trơn luôn. Giờ đang ấy. Đang nước đang rút. Nó ngập lên tới trên này nè. Và cái niệm nó ướt hết trơn luôn nè. Đó. Ướt nhẹp hết trơn. Ở đây dùng nước mặn nha. Tội quá. Nó ngập tới đâu con? Nước ngập tới đâu? Hơi sâu ha, khoảng tới đâu của cái cây này rồi con chỉ cho chú coi. Bằng cái già
bằng cái giạc của nội con Đậm hả? Ở bên đang chặn nước lại cho vô nhà kìa. Hả? Rồi nước nó ngập tới giạc này không? Hút cái giạc luôn hả? Rồi rồi. Khỏi dằn luôn. Vậy nó rút, nó mới rút hồi tối hay sao? Mới rút hồi tập khoảng cỡ 9 giờ mấy 10 giờ nó mới rút rồi. Thì sáng này hả? Rồi từ ngập lên tới bộ giạc này rồi mình ngủ đâu? Thì đi hết rồi, giải tán chân chỉ còn ở nhà người nào đàn ông ở nhà. Còn đàn ông ở nhà giữ ha, còn đàn bà thì mình về mà đi tránh lũ. Dạ. Hay không quý cô chú anh chị? Nguyên khu luôn. Nếu nước ngập bình thường thôi, này có vụ sống nó đùa vô mình nó kinh khủng hơn. Rồi coi nè. Nó lầy mà nó chịu mấy ngày mà tới lầy nó xuống vậy. Nó lầy quá trời luôn rồi nè. Đó nè. Lầy. Căng quần lên để rồi dữ lắm nè. Để nó đi. Trời ơi. Lỡ đạp cái kia nó sình quá trời luôn kìa. Xuống đây giờ rửa luôn. Đây nước mặn không hả chị? Nước mặn không. Quá, bỏ vô máy giặt. Đi cây lúa kìa. Trời ơi. Để cái quần lên. Để cái quần xịn xong. Rồi, cái quần hết. Kéo lụi. Ờ, cái này nước nó ngập quá trời rồi quý cô chú anh chị ơi. Em thấy cái này vui thôi. Cái này em thấy không vui gì đó. Nhà tốc mái hết trơn luôn khu này. Hải hùng luôn quý cô chú anh chị ơi. Tốc mái hết trơn luôn nè, nó như là nước nó ngập một ngày một đêm mà nó ba cái sình nó lên nè, rất kinh khủng luôn. Bây giờ tóc máy trơn luôn toàn bộ những cái căn nhà ở đây. Nhà đây toàn là nhà nghèo không à, dân đây dân làm nghề biển á, rất là nghèo. Bữa đầu nó ngập tới đâu chị? Dữ gì đó hả? Sình cháo lên tới đây nè. Rồi nước nó rút rồi nó mình tát ra đó ha. Cái này lên tới đây là khoảng 1,5 mét không? Có 1,5 mét á. Bên đây thì không có sống, còn bên nhà em đỉnh. Nhà chị là nhà nào? Bên đó là cái nhà em là bị gì nó ngay sống nó vô là. Dạ. Chính giờ bản thân coi là trong nhà không còn gì. Nhà mình ở đây chủ yếu làm nghề gì chị? Ở đây nè. Hả? Biển. Làm nghề biển ha. Rồi rồi nè, con này là con gì? Hào. Con hào ha. Rồi rồi. Cũng như là nước nó ngập nó lên bất ngờ không hay là nó lên từ từ bất ngờ mình rồi mình dọn đồ kịp không? Cho hết luôn ha. Mà đồ điện là tiêu hết. Bữa nay là đỡ đó, ban đầu nước nó giật là sình nó lên tới đây nè. Sình nó hả? Là mình cào sình ra. Sình non ấy hả? Tại vì kia nó nước rồi. Em có tự nhiên tí. Dạ dạ dạ. Khảo sát cho nó nó càng kẽ hơn. Dạ dạ. Rồi nhà cửa nè. Giờ mình gom bả đồ lên cao gì đây hả? Có nó trôi rồi mới sắp rồi lại. À trôi rồi ha. Ngổn ngang hết. Dạ. Đi sống em lên cả này, nước lên cả này. Nước tới đây luôn hả? Nước ở đây nè. Đâu còn gì. Mình chiếc xe coi như là mất, chiếc xe là một khúc gì.
cũng như nước nó lên bất ngờ hay là nó lên từ từ? Nghĩa là nó lên lột ngột lắm, nhanh lắm, trong vòng 10 phút, 50 phút à. Dạ. 50 phút lên. Dạ. Dạ. Trời ơi, 2 và 3 bữa luôn á. Bữa nay là ngày thứ ba là giảm luôn. Hồi đó có 5 phút dục, bây giờ 3 bữa luôn. Bữa nay là bữa thứ tư chứ? Bữa nay là bữa thứ tư rồi. Nó lên 3 bữa luôn đó. Dạ. Mà cái bữa cuối cùng bữa có cái ông quay phim tôi có đuổi ông về nha. Dạ. Tôi cứ là tôi nói ông không vậy, chút mấy phim ông kêu 2 giờ là lên, thì 2 giờ nó lên là tôi bỏ nhà chạy luôn. Dạ. 2 giờ là nước nó lên dập dập là 2 giờ đã lên tới đây nè. Dạ. Tới cổ luôn. Là mấy cái nhà tượng đó mặt đại nó ra đó, mấy nhà tượng đó mấy chú thấy không, nhà thằng thầy rồi nhà hàng Tùng rồi ngập hết luôn. Mấy nhà tượng nó ngập ra đó. Mấy nhà tượng chứ không là nâng nền lên cao rồi ngập. Dạ là coi như là dời đi hết rồi, nó mới bị chỉnh sửa ra đó. Dạ. Dời bọn kinh đi bỏ chỗ khác hết rồi. Nó thẳng vậy cũng không. Dạ. Đó là ngập cái cổ đó. Nhà mình là cũng như nó bảo nó vô gió dữ dằn không? Gió dữ lắm mày, gió giật dữ lắm mà. Nghe tiếng hít lớn không? Hì hì mà. Hì hì đúng ha. Dạ. Dạ. Nó xé đó, to to rồi nó xé đó. Xé đồ chứ. Nó xé ha. Nó ginh nó bỏ mà, nó ginh nó dời đi mà. Đúng rồi, đúng kìa, nó nứt ra, nó nứt hết trơn luôn rồi. Dạ. Nhà nước ba mà nước vô banh tành hết trơn rồi. Nước là tới ngực luôn ha. Thêm phần nước lên rồi thêm phần sóng đánh nữa. Ừ. Gió lùa nữa. Bữa nay đỡ rồi đó ha. Bữa nay là bữa thứ tư nè. Bữa nay là bữa thứ tư đỡ đó. Bữa nay là ngày thứ tư đó ha. Nãy nó chơi nó bơi vô thấy mê luôn. Trôi nhà luôn. Sống đó nó trôi cái này. Dạ. Mới về ra đó. Quá. Nhà không còn gì hết trơn luôn. Chỉ còn duy trì cái ly hương đi kịp thôi. Dạ. Chứ còn ngoài ra tiêu ăn hết. Đó, tủ rồi bánh bể xếp đám nóng đó, tủ áo, tủ đồ bánh. Cái này mình tiêu đều hết trơn rồi, thiệt hại trăm trăm hết rồi. Không còn gì chứ. Dạ, này là cái may mắn trước tiên là người là mình không có thiệt hại ha. Nói chung cái phần may mắn. Cái đó là cũng phần may mắn. Tại vì trước khi bão vô có dự báo thời tiết gì không? Không, là nước dâng mà. Không có dự báo thời tiết ha. Này nó lên bất năm trước mấy năm giờ năm trước trong vòng 50 phút mình đâu rồi. Dạ. Gác đó hả? Gác ở ngoài biển nó đẩy vô ha. Dạ. Dạ. Gác rồi bắt sừng non nè. Dạ. Cái này là nước mặn đúng không? Đây toàn bộ là nước mặn. Quần áo rồi là nó đi hết trơn. Dạ. Cái này nước vô chắc nó dập tan nát hết á. Gió nó lùa. Giờ 8 mới bắn lại đó. Mới sửa lại chứ hồi bắn lại cái nhà nó siêu bên rồi. Mấy cái chỗ nãy chơi rồi đó. Như gió nó siêu cái nhà luôn. Sóng nó lùa ha, sóng đánh lùa ha. Nước lên rồi sóng nó tràn vô. Banh hết trơn luôn. Này tủ bỗng này là chơi là chỉ còn cái cây sườn nha. Yeah, còn cái sườn không à, bây giờ làm lại cũng như y chang mới ra. Yeah. Nguyên một cái khu này của mình lớn không, nó bị lớn không, là hết trơn luôn, qua bên tới Kinh Hồn Bắc luôn. Qua tới Kinh Hồn Bắc luôn ha. Bên Kinh Hồn Bắc thì thiệt hại nó ít hơn cái bên đây. Dạ. Yeah. Bên đây mình là cái khu vực mình là kêu là gì, bên đây nó nhiều hơn, còn yeah, bên khu Khánh Tây Bắc nữa cũng có mà nó hơi ít hơn tí. Ở đây mình là khu vực gì chú? Ấp Kinh Hòn. Ấp Kinh Hòn ha. Xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Thời, Cà Mau. Dạ dạ. Nó. Tôi mới tắm ông Thành là tiền tôi đó nha. Đó đây về là ông kêu tôi lấy số đó. Tôi ra tôi hỗ trợ tiếp cho. Chú anh em ở này trong nước liền chúng ra hỗ trợ tiếp. Dạ. Yeah. Sợ bị mất cấp gì chứ nghe. Còn gì nữa mà mất. Nó trôi hết rồi còn gì đâu nữa mà mất cấp. Cái bàn thờ còn nằm ngang nằm dọc giả gờ như vậy còn gì nữa đâu mà mất. Dạ. Yeah. Cái tủ rồi này thấy nó trôi ra ngoài nè. Rồi tủ lạnh tủ đông gì bán quấn rồi mất hết rồi. Cho mất mẹ. Cho mất mẹ hết rồi. Ta lấy hết cái gì rồi. Ta giấu hết mẹ rồi. Châu hiện đang vớt rồi đó. Dạ, rồi cái thằng mình chơi chứ chắc cứu chứ đi. Đúng rồi. Sắm lại sao chứ.